gậy lên ra chỗ phủ đó kìa. Đây các bạn. Gắn cái gậy lên, dựng lên chỗ phủ đó. Đó, giờ ớ quá, không có hàng chính rồi, giờ phải dọn sớm rồi, mất 7 giờ kém này các quý. Đâu dọn cái nào không? Đưa cái nào đâu? Rồi, khiên vậy nhanh hơn không? Đó thì kéo thôi. Mới về luôn. Chưa có chính. Đó. Trái nào rẻ lấy. Cho ta option. Có hai sự lựa chọn. Ok luôn. Ba cái, cô lấy hết ba cái đi. Còn ba cái thôi. Lấy cái to nhất con. Ồ, không cô chót à. Tính dọn vô coi, tính dọn nghỉ á. Kiểu vậy. Dạ Ngọc, cô thử nha. Cái này đi sáng miền Tây mà con. Cảm ơn luôn á. Đúng, vừa cảm ơn luôn Bến Tre luôn á. Ai hết càng chín rồi. Giờ anh Quang giờ là anh dọn vô anh đi nhậu các quý vị. Còn được rồi, cái này kéo được rồi. Bạn hết cái cảnh đóng cửa này mới bay nha. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha mọi người. Hôm nay sầu riêng Thanh về nhưng mà chín ít lắm các bạn. Thái là có chín nè mọi người, ít thôi mọi người. Quang vừa mới bắt ếch, chụp ếch đó các bạn. Trái gì vậy thì quá to luôn rồi, thôi à. Chụp ớt. Ủa, Thái chính hả? Rì sáu chính hả? Trong này hả? Thôi giờ có người tùy người, có người kêu Thái ngon hơn, có người kêu rì sáu ngon hơn, tùy khẩu vị á. Cắn cái gậy lên ra chỗ phụ đó kìa. Đây bạn. Gắn cái gậy lên, dựng lên chỗ phụ đó. Giờ ớ quá, không có hàng chính rồi, giờ phải dọn sớm rồi, mất 7 giờ kém này các quý. Đâu dọn cái nào không? Đưa cái nào đâu? Rồi khiên vậy nhanh hơn không? Giờ thì kéo thôi. Ê, có chín nha các bạn, có chín bay mùi thơm lắm mà không biết cái nào thôi. Rồi con quay á, phải quay chứ. Nhiều khi mọi người đâu biết là cảnh dọn như thế nào đâu. Sầu riêng đẹp, sầu Thái đẹp không? Cuốn dài, kéo nhấc lên đó. Rồi lên luôn. Hai ba. Sầu riêng. Đó thấy chưa? Kéo vô thì khách. Đi đi sáu có ăn liền không? Mỗi đi sáu thôi hả? Đi sáu. Đang chuẩn bị dọn vô các bạn. Trong này là rì sáu này, các bạn thấy rì sáu da xanh nó đẹp không? Mới về nha mọi người. Bên này là Thái, cũng mới về luôn. Chưa có chín. Đó.
Cái nào rẻ lấy, cho ta option. Có hai sự lựa chọn. Ok luôn. Ba cái, cô lấy hết ba cái đi. Còn ba cái thôi. Lấy cái to nhất đi con. Thôi lấy cái nhỏ thôi. Cái này ngon luôn á. Cái nào ngon á. Cái này ngại gì? Cái đó chưa chín con. Vậy hả? Dạ. Cái này ngon gì? Không bị nứt nhưng mà chưa vô cái muối không nhau hết. Vậy hả? Thử ngon lấy. Bớt không? Dạ 320 kg bớt nổi được không? 300 được rồi. Dạ không được cô. Rồi bây giờ lấy nào nào tính nào. Còn bên bán trái thì nguyên. Bán trái thì đương nhiên chứ phải nhắc thôi rồi. Vậy hả? Đó. Cái gió thì dày quá. Có đâu đó. Vừa đi cô vui vào. Cũng trồng đồng mấy á. Cũng trồng đồng mấy ngày. Còn muối ra đâu có nói được. Lấy hết cái này con nha. Nhiều tính nhiều. Ô, hút cô chót à. Tính dọn vô thôi, tính dọn nghỉ á. Kiểu vậy. À, thấy ngon. Chú cha. Qua mình thấy thấy cái sầu riêng nhìn thấy hấp dẫn quá quý vị. Cui sầu riêng hất qua hất lại các bạn. Dạ ngọt cô thử nha. Cái này đi sáng miền Tây mà con. Cảm ơn luôn á. Đúng vừa cảm ơn luôn Bến Tre luôn á. Chỉ có điều cái nó hơi dày vỏ thôi. Dạ nó gáo cô. Mềm quá vì ăn nó mềm thì nó có vị nhẫn cô. Không nhẫn nhẫn nè. Bây giờ tôi kiếm ăn nhẫn hơi khó, vô mùa mới có ăn nhẫn được. Rồi, đó. Ký tư. Tính thêm cái nào là lợi hơn? 462. Hồi nãy hồi nãy nhiêu? 457. À, dạ, cái nãy rẻ hơn. Hồi nãy 457. 450 lên chứ. Dạ được cô ơi. Ủa? Hồi nãy 450 mấy? 457. 3.406. 450 cân từ. Đó, được rồi. Lấy là, cậu tới được rồi, được rồi. Trời ơi. Mày đi. Còn cá chín nữa cô lấy luôn cô. Ăn nó mềm trái. Hôm qua này anh bắt ếch nha các bạn. Rồi đang gớp bắt ếch nha. Ok, còn một cái quý vị. Sao kêu luôn hả? Kêu luôn với kêu xong rồi. À. Kêu xong rồi. Đây hết hàng chín. Ai à, hết hàng chín rồi. Đến qua giờ là anh dọn vô anh đi nhậu đó quý vị. Còn được rồi, cái này kéo được rồi. Giờ các bạn xem khui sầu riêng mà chưa kem mấy củi mà. Anh đóng cửa anh ngủ, đóng cửa đi về nha. Đây quay tới cái đoạn đóng cửa anh đi về cho các bạn xem luôn. Dọn vỏ nữa nha. Ủa vỏ sao? Vỏ tụi nó người ta lấy, hả? Dạ vỏ người ta lấy. Đó, đem về lên
chi nhánh Quỳnh Thiện Lộc nha quý vị. Nói chung sầu riêng giờ cũng ít lắm quý vị. Ở chỗ nào mình không biết nữa, ở đây còn có bốn sọt này, bốn vỏ này, 1, 2, 3, 4 có một giọt sọt ri sáo, còn ba sọt là sọt Thái nha quý vị. Thôi phía trước có ông chú ông bán bắp luộc đó quý vị. Ngày đây là bán khui một vỏ như này ha. Ủa sao đổ ra? À. Chứ bỏ ông đèn mất đổ à? À, người ta nói hả? Đổ gác rồi, đổ gác rồi. À. Ok. Đây chúng hai chồng làm giao toàn quyền cho anh Quang ở chỗ này rồi. Mà hên quá, xui quá không có sầu riêng khui. Nên đóng cửa sớm nha các bạn. Mai sẽ có, mai có chứ nè anh Quang ha. Cái sầu riêng, nhưng mà riêng sáu miền Tây là chừng nào là nó rộ lại ta? Tầm khoảng tháng nữa. Tháng nữa luôn hả? Dạ. À, một tháng nữa luôn quý vị. Đó. Có rồi, đây rồi. Nghe đâu là cái vỏ này làm được nhiều chuyện lắm á, mà hình như là mình chưa có tận dụng được á gì đó. Anh là người ta nói lấy cái này trích lên mặt mặt láng lắm. Đi vô. Cái ở trong á. Cái màu trắng trắng trong á. Chứ không phải lấy cái này chà lên mặt là cái này chà lên mặt là ngon lắm á. Đó. Cái này đỡ này xong rồi tới rác họ tới thường thường rồi. Rác khoảng 8 giờ mấy hơn xíu người ta tới mà. À 9 giờ mới đổ hả? Hồi giờ các bạn thấy Thanh đồ mấy anh em quang đồ cuối sầu riêng. Chứ chưa thấy là ở cảnh là dọn đóng cửa. À đóng cửa các bạn. Rồi. Đấy, quay các bạn hết cái cảnh đóng cửa này. Bye bye nha.